giàu sang nghèo khó cùng người, nên ta góp dẫu cười hay khen. Lòng nhớ xin ca tập rèn thật rộn như khai rất đèn. Kính thưa cô bác anh chị em, hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2004. Được biết là anh Ba Hiền ở Châu Phú có tổ chức đi 12 kiến chùa, đi bên đây gồm có 3 chiếc xe 50 không quý vị. Được cô Nguyên tài trợ trong chuyến đi hôm nay nha. Con cũng chúc cho mọi người ăn Tết vui vẻ, mạnh khỏe và tinh tấn tu hành. Dạ. Là xe mình đã tới chùa Quỳnh Đạo rồi nghe quý vị. Đang dừng xe lại, đồng đạo xuống xe. Xin giới thiệu chữ đoàn này nghe quý vị. Chữ đoàn này là anh Út Đức ở Hiệp Sơn. Để bà con chúng ta chuẩn bị xuống xe thẳng vô chùa nha. Thẳng vô chùa là bổn phận. Lâu ạ. Xe mình đi chung với anh Ba Hiền phải không? Đây ơi, bây giờ sắp mắt của thầy cô ấy chị hả? Đây ơi, dạ. Cho phà anh thế nào chị hết á. Hạnh đâu rồi? Đây là chùa Quỳnh Đạo nha quý vị. Mình đang đứng ngay trước cửa sân của chùa Quỳnh Đạo. Mình quay một quay vòng tròn để cho cô bác anh chị em cùng xem nha. Chùa Quỳnh Đạo nhân ngày mùng 2 Tết cũng là đầu năm. Ở gia đình có cho bà nông không anh chị ơi? Làm bôi đi, kỷ niệm luôn nè, 5 phút à. Đó, đó, con có 12 luôn. Đó, lọt luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ đoàn mình cúng xong rồi đi ra xe nha quý vị, ra để làm bánh mì dùng sáng rồi mới đi tiếp tục. Hỏi sao mà không vô bên đây nè. Là phái đoàn khác tới nữa quý vị ơi, nhằm ngày Tết phái đoàn tới tấp nập rồi, có một xe đang chuẩn bị tới. Đã quay được rồi mày cũng quay chưa anh? Mới đâu có mặt. Cũng xong rồi đi dài ra xe mà thấy các phái đoàn khác tới quá đông rồi, quá đông rồi, mùng 2 Tết quá cứ phái đoàn đi cúng đông rồi. Kính thưa quý vị, thì phái đoàn mình đang làm lễ ở chùa Quỳnh Đào xong đó quý vị. Phái đoàn mình hiện giờ đang ra xe để dùng điểm tâm sáng nha quý vị, dùng bánh mì nha. Đoàn mình cúng xong rồi giờ đi chỗ xe là làm bánh mì nha quý vị. Làm bánh mì cho bà con ăn xong rồi mới đi tiếp tục. Ở đây là ba chiếc xe nè nghe quý vị, ba chiếc xe lớn nè. Ở đây là Úc Khuyến cũng là giảng viên của Ban Trị sự Trung ương đó quý vị, cũng có đi chung trong chuyến đi hôm nay nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không đứng này không ghét lên mình không ghét chỗ luôn rồi giờ này luôn không ghét lên. Xe của ơi. Kính thưa cô bác anh chị em, phía đoàn mình hiện giờ đang chuẩn bị đi đến chùa Liên Quan quý vị. Này không hay rồi, tí ơi. Đâu sao? Kính thưa quý vị, xe mình đang tới chân núi Sam quý vị. Mình xe mình đi vô tới chùa Liên Quan cũng hơi xa hả anh Tư? Dạ. Vậy thì mình bây giờ là mình dùng bữa sáng xong rồi, mình lo cái bao tử điểm tâm xong rồi hả quý cô bác anh chị, lại những cái lời giáo lý cao siêu của Đức Phật để mình có một cái tinh thần tiến tu để giải thoát, tại vì đời hậu ơn hay chết tuổi xanh. Vì vậy mà mình không biết là mình già hay là mình trẻ, vì vậy mà sốt vô thường. Kính thưa quý vị, thì xe mình vừa tới chùa Liên Quan quý vị. Chúng tôi mời chúng ta bên ngoài, chúng ta có AT,
nguyên trời trời để quý chúng ta tập trung qua đây quý vị để cũng tập thể quý vị ơi cũng như thay mặt cho ban tổ chức đoàn trong cái tập cái bài quý vị và tập trung cả đời quý vị chỉ làm để tập thể quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa quý vị, trong khi làm lễ ở chùa Liên Hoa xong, phái đoàn mình chuẩn bị ra xe nha quý vị. Kính thưa cô bác anh chị em, phái đoàn mình vừa cúng chùa Liên Hoa xong quý vị, bây giờ chuẩn bị lên xe đến chùa Phước Điền chạy ruộng nha. Kính thưa quý vị, phái đoàn mình hiện giờ đang đến chùa Phước Điền nha quý vị. Đang xuống xe nha. Kính thưa quý vị, đây là cô Quyên mà mình giới thiệu hồi nãy đó quý vị. Cô Quyên cũng là cái cô mà tài trợ trong ba chuyến xe đi hôm nay nha quý vị. Dạ. Con và các bạn với mấy đứa cháu cùng nhau. Mình năm nào mình cũng tài trợ đi gì đó hả cô? Dạ, năm nào cũng vậy. Mình đi gì rồi mình tài trợ cho cô bác anh em đi chùa để cúng lại Phật về tu hành, rồi mình cảm thấy trong lòng mình sao cô? Dạ, thoải mái vui vẻ. Dạ. Cảm thấy hoan hỷ. Hoan hỷ. Dạ. Bây giờ cũng thay mặt cho cái bà con đi đi chùa hôm nay, ba chuyến xe hôm nay cũng cảm ơn cô, cầu chúc cô lúc nào gia đình được nhiều hạnh phúc nha. Sức khỏe dồi dào. Dạ, để rồi mỗi năm mình mà tài trợ nói cái cô. Dạ, năm nào cũng vậy. Dạ, dạ. Con cũng chúc cho mọi người ăn Tết vui vẻ, mạnh khỏe và tấn tu hành. Dạ, dạ. Gia đình cô ở đâu? Dạ, ở Mùa Hồ Sương luôn. Vậy hả? Dạ, dạ. Dạ, mấy chú là ở đâu? Tôi ở Phú Sưng, xã Phú Sưng. Phú Sưng là gần chỗ Ba Nhật hả, phải không? Không phải, Phú Sưng là gần bên chùa Khai Xanh á. Dạ, mấy cô là đi chung với đoàn của bà Hiền hả? Dạ, đi bên cô Lan, Chính Lan. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha cô. Dạ, con cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Và chúng tôi thông mời tất cả quý vị quý đoàn của cô Mi tại trời đó, chúng ta tập trung đi ba xe và đang đứng trước cái căn là chính điện đi quý vị, để chúng ta làm lễ mới được quá đông rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch Đức Thầy Tôn Kính. Kính thưa ban quận tự đền thờ chạy ruộng cũng như nơi căn cứ chùa Phước Điền tự. Kính thưa toàn thể cô bác và chư đồng đạo xa gần thân kính. Được biết hôm nay nhân ngày mùng 2 tháng Giêng là ngày đầu năm mới, tất cả bà con chúng ta dọn dẹp thành một phái đoàn
trở về vùng thánh địa Thất Sơn, diễn qua các kênh chùa, nhớ lại công ơn khi xưa Đức Phật Thầy đã ăn ra đời, khai quang lập chùa mở đạo. Nơi đây là một cái nơi mà căn cứ khi xưa Đức Phật Thầy ra đời, mở quang khai đất để cho tất cả nhân loại bằng ăn cuộc sống được an lạc. Hôm nay Đức Phật Thầy đang là viên trệt rồi, còn là một nơi tích tôn thờ chúng ta đến đây hàng năm để chiêm ngưỡng các tấm bề trên cầu ơn trên Đức Phật. Đức Thầy mời thương gia hộ cho tất cả chúng sanh vạn loại trong một mùa xuân mới được an lạc, và cầu nguyện cho tất cả bà con cô bác chúng ta trong chuyến tham quan hôm nay khi đi như khi về được thân tâm thường khỏe mạnh, trí huệ được tròn lầy, tâm trí được có khai và phát bồ đề tâm vững chắc, chuyên tâm niệm Phật, hành trì theo giáo pháp Đức Phật, Đức Thầy đến ngày thành công đắc quả. Buổi lễ hôm nay có phần đông người, chúng tôi mạng tốt quý vị điều động buổi lễ cho cái phần trang nghiêm và thống nhất. Vị chương trình hành lễ sẽ được bắt đầu, mời quý vị giữ thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh hướng về các ngôi thờ bên trong được phủ quyền thánh tổ lễ trình ba xã. Hướng về với Đức Phật Thầy lễ trình ba xã. Hướng về Tam Bảo lễ trình ba xã. Tất cả xây ra bên ngoài. Hướng về bàn thông thiên các ngôi thờ bên ngoài lễ trình ba xá, bảo xá ba xá. Và có vị trí quỳ, đồng quỳ, không có thì chúng ta đứng. Người đứng người quỳ, đồng chắp tay chân lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cửu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bãi Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành, lánh dữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đứng lên và đồng xá một xá chắp tay rồi được đọc năm câu ngũ nguyện đền tứ đại công ân. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Cực Vạn Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Đi. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Công Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam mô A Di Đà Phật. Với Đại Đức Phật Bốn Lai Hữu Quyền Xá Ba Xá Lệ Tất. Hướng về của Linh Đức Phật Thầy thành kính xá ba xá. Hướng về Tam Bảo thành kính xá ba xá. Tất cả sẽ ra bên ngoài. Mong cái lô à. Kính thưa quý vị, với đoàn mình vừa cúng ở chùa Phước Điền xong thì chuẩn bị lên xe để đến chùa Thái Sơn nha quý vị.
gặp gỡ với chị. Tôi là Úc Đức, đây là Tư Nhờ. Gặp gỡ với chị qua chiếc đoạn một đoạn trong Pháp Môn Tịnh Độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Mau thương tên tu thân kéo trẻ đến tội rồi mới hối muộn mà chỉ cho bằng ta sớm lo tu dình giới lực nghe kinh trọng Phật đến lâm chung quả làm đau mất cõi Tây Phương chư Phật đỡ chờ việc tu thân thiện tính hờn chừng quả đến để cho con chân mau bệnh đổ là phương cứu căn đi đáng cùng hành kéo phụ Phật xưa lòng từ bi chẳng qua nắng mưa sông thuyền giáng nước đưa sông chung một nước nhân tài dùng kẻ tu hành đã bước thấy nơi quy đi trao thân tánh hành cho bền niềm ơn nghĩa con đời áo sen bao Tây Phương lúa nở chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm ráng tu cho quỷ kiếp thành không được tâm pháp Bồ Đề dân giờ đừng cho má dương dẫn dắt thường nhớ câu đại lực đại hùng thân thất tình giữ dạng đạo trung chờ lúc dùng chớ cho nhiệm kính thưa quý vị, thì phái đoàn mình hiện giờ đang đến chùa Thế Sơn nha quý vị, đang tiến vào chùa để rồi làm lễ nha. Thank you.
quá vui rồi, đầu năm mới mà còn gì, thấy gì cái này là quá tốt, quá tốt rồi. Chào mời, chào mời chúng ta tập trung đi nhanh nhanh đi quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch Đức Thầy tôn kính, kính thưa ban quản trị tự chùa Thới Sơn, kính thưa toàn thể cô bác và chư quý đồng đạo kính mến, và kính thưa cô Út Nguyên là đại diện cho đoàn cũng là tài trợ trong cái cuộc hành trình tham quan hôm nay. Kính thưa quý vị, nơi đây là nơi chùa Thới Sơn là do Đức Phật Thầy Tây An khi xưa ra đời mở quan lập chùa, mở đạo nơi vùng này. Ngài mở đạo hiếu nghĩa tứ ân để dìu dắt chúng sanh vào con đường đạo pháp. Hôm nay nhân ngày mùng 2 tháng giêng là ngày đầu năm mới, tất cả bà con chúng ta dọn dẹp trở về vùng Thất Sơn nhớ lại công ơn của Đức Phật ra đời khai minh chánh pháp, dìu dắt tất cả nhân loại chúng sanh trở về con đường đạo hạnh. Hôm nay chúng ta nhớ lại công ơn của Đức Phật, hạnh như đầu năm chúng ta trở về vùng Thất Sơn nhớ lại công ơn Đức Phật, và chúng ta thành tâm cầu ơn trên Đức Phật mười phương, quay lên tổ thầy từ bi cho hậu cho toàn thể chứ quý vị cũng như phái đoàn chúng ta trong chuyến tham quan hôm nay, khi đi như khi về được thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên dung và phát bồ đề tâm dẫn dắt và tu hành theo giáo pháp Đức Phật đến ngày, đến ngày thành công đắc quả. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi lễ hôm nay có phần đông người, chúng tôi mạn phép quý vị điều động buổi lễ cho có phần trang nghiêm và thống nhất. Vị giờ phút cầu cúng sẽ được bắt đầu, mời quý vị giữ thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh hướng về các ngôi thờ bên trong và cử nguyện các tổ lễ trình ba xã, hướng về quý đức Phật thầy lễ trình ba xã, hướng về tam bảo lễ trình ba xã, tất cả xây ra bên ngoài, hướng về các ngôi thờ bên ngoài và bàn thông thiên, ngồi đứng ngồi quỳ, đồng đắp tay dâng lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi tạm ứng chứng minh. Nay con nguyện cải hối an năng, làm đành nắm giữ quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đứng lên và đồng xá, đồng xá chắp tay và đồng đồng tâm câu phụng nguyện đền tứ đại đồng âm. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Hộ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Đức Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Trường Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Nguyện Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Thanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu phụ mẫu đại đường tăng long trước trọ, phụ mẫu quá khứ trình giảng tây phương. Nam mô Đức Nguyện Cầu Bá Hầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội, đệ tử tiêu tơi tịnh sự, trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Của đại đức Phật bốn lại đảnh lễ Phật, đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật, đảnh lễ
Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng đảnh lễ Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Phần lễ đấy. Cái gì vậy? Ngay muối bà trời, muối muối muối. À, kính thưa quý vị, thì phái đoàn mình vừa cúng làm lễ xong nha quý vị. Bây giờ ra xe nha. Cưng ở đâu mà đi chùa chung đi cưng? Dạ, dạ con ở Bình Thủy. Vậy hả? Bình Thủy đi đông không cưng? Dạ. Đi đông không? Dạ, có ba bạn. Vậy hả? Hai bạn Bình Mỹ có con Bình Thủy. À, bữa nay đầu năm mới mà mình đi chùa mình cảm thấy trong lòng mình phấn khởi không cưng? Dạ, phấn khởi, hồi tối con ngủ không được luôn. Vậy đó hả? Vâng. Ngồi hết sức. 3 giờ sáng là con đã hức rồi. Vậy đó nha. Dạ, mau năm có đi không? Dạ không, có hôm nay bạn trong đoàn cũ á. À, rồi. Vậy thì chúc cháu năm mới được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc nha. Mình học hành thì lúc nào cũng đạt hành đến ước nguyện nha. Rồi, cảm ơn cháu nha. Dạ. Ăn gian nha. Dạ đi đâu cô? Ăn bún dạ. Đi đâu không cô? Dạ đâu. Đi hả? Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Chúc cô đầu năm thì gia đình lúc nào cũng được nhiều hạnh phúc, sức khỏe dồi dào nha cô. Dạ. Dạ, cảm ơn cô luôn. Dạ. À, kính thưa quý vị, thì phải đoàn mình vừa đến chùa Bú Sơn nha quý vị. Vừa cần xe lại để tiến vô chùa để làm lễ nha. Được. Đây là chùa Bú Sơn nha quý vị. Mấy đoàn mình vừa tiến đến chùa Bú Sơn để chuẩn bị vô làm lễ nha. Chào cô Bảy phần Tây nha. Chào. Dạ. Mình đi tới chùa này, chùa Bú Sơn cô Bảy ơi. Bú Sơn. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý sư đại đức trụ trì chùa Bổn Sơn. Kính thưa toàn thể cô bác và chư đồng đạo xa gần thân kính. Được biết hôm nay nhân ngày mùng 2 tháng Giêng là ngày đầu năm mới mà phái đoàn chúng ta dụng dịp tập trung trở về dùng Thất Sơn với quan tác cảnh chùa đầu năm. Nơi đây là nơi chùa Bổn Sơn do quý thầy quý sư tổ chức tượng Phật để cho tất cả tín đồ cũng như tất cả Phật tử trở về chùa lễ Phật để nhớ công ơn của Đức Phật ra đời, hy sinh cuộc đời này bỏ cung vàng điện ngọc để tìm đạo cứu đời nhiều nhất chúng sanh
vào thời kỳ mặn khát này. Nên vì đó mà chúng ta không thể bỏ qua công ơn của Đức Phật. Nên hàng năm, tất cả quý vị mình bỏ các công viên vị tư lợi trở về nơi dùng thánh địa những qua các cảnh chùa để thành tâm cầu nguyện ứng trên Đức Phật người thương từ bi giao hộ tất cả chúng sanh, tất cả muôn loài dặn dành hưởng được phước báo của toàn thể, hưởng được phước báo của Đức Phật mà được giải thoát trong kiếp này. Cho nên hôm nay vì đó mà chúng ta nhớ lại công ơn Đức Phật, đứng trước cảnh tâm thanh tịnh của Đức Phật đài, chúng ta để thành tâm cầu nguyện trên Đức Phật người phương từ bi giao hộ cho tất cả quý vị mình trong thế đoạn hôm nay, khi đi như khi về được thâm tâm thường an lạc, trí huệ được tròn đầy và tu hành tinh tấn đến ngày thành công đắc quả. Buổi lễ hôm nay có phần đông người, chúng tôi bằng phép quý vị điều động buổi lễ trong các phần trang nghiêm và thống nhất. Vì chương trình hành lễ được bắt đầu, mời quý vị giữ thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo Phật Đài lễ dịch ba xa. Và có vị trí quỳ, đồng quỳ. Người đứng ngồi quỳ, đồng chắp tay dương lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan trụ thần, chư vị sanh thần, chư vị năm non bảy núi cảm ơn chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh dữ quy y theo mấy ngài tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đọc lên xá một. Về nhân nghiệp, bây giờ đây quý vị nghe đầu tiên hai bài tán của cái bài lễ Phật. Cái bài đầu tiên là Pháp Dương Vô Hữu Tôn, Tam Giới Vô Luân Thức, Thiên Nhân Di Đạo Sư, Tứ Thân Thiên Tự Thủ, Ngã Kim Tạm Quy Y, Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Sinh Dương Nhược Tán Tháng, Ức Kiếp Mạc Năng Tận. Đức Thầy dịch lại, quý vị cùng nghe qua lời Đức Thầy. Bài tán tháng 3. Nghe là chúng Ngài là vua Pháp Tế Tổ Cao, khắp trong mấy ba cõi chẳng sao sánh tài. Tiên người đồng kinh với đạo thầy, cha làm hết ca ngõ mông trừ dứt nghèo sanh ba đời. Tỏ ra khen ngợi những lời dầu cho kiếp chẳng nơi nào cùng. Sợ lại Phật đạo cảm giáo khó tin khôn bàng. Nay con ở trong đạo tràng cũng như kết chặt giáo đoàn ngọc châu, mời phương Phật hiện bầu hình cùng sanh đi các ngày. Từ chân cho chí mắt mày cúi đầu làm lễ nguyện dài quy y. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Đức Phật, nhớ đại công ơn Đức Phật, bỏ cuộc đời này đi tìm ra chánh pháp, vì chúng ta chuẩn bị xá bộ xá. Chúng ta dùng một đồng năm câu ngũ nguyện đền tứ đại công ơn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Nguyện Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Thụ Mẫu Đại Đường Tăng Long Phước Thọ Thụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Dạng Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Đi. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam mô A Di Đà Phật. Bế Tại Đức Phật Bốn Đại. Người đứng người quỳ đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa xong đứng lại đồng đứng lên. Xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Thông Quang Tham Bồ Tát. Phật lễ xong hướng về các ngôi thờ bên trong thành kính xá ba xá và hướng về chánh điện Tam Bảo thành kính xá ba xá. Tất cả sư gia phía trước hướng về bàn thông thiên và các ngôi thờ bên ngoài xá ba xá. Dạ kẹo với lòng mời quý vị xây về bên trong xá ba xá thống nhất. Buổi lễ được tiếp mặt mời tất cả chủ điện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, phía đoàn mình vừa làm lễ xong, bây giờ phía đoàn mình chuẩn bị ra xe để đi đến chùa Long Định quý vị. Dạ. 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 Kính thưa cô bác anh chị em, video mình đến đây đã kết thúc rồi quý vị. Dạ, xin kính chào và hẹn lại lần khác. Dạ.